Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân cũng như là trong nước ngoài nước. Bùi Hải bây giờ là đang có mặt tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chiều nay mấy anh em sẵn vào lau mộ cho cậu ha cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị đi vào. Cho 200 ngàn. Ngày nay anh được lọc được tổng số giá trị được 50k đúng không? 500k đúng không? Rồi, tức là chú dọ anh đó đúng không? Tại vì anh bị mất đi sức và cậu độ. Cậu độ tiền tươi. Đó là độ thiệt đó. Đó thiệt chứ không có lương gì hết. Vậy nó kêu đó mà. Mình này tiền già anh lao sống chấu vừa khăn ướt. Chú nóng dữ dằn luôn quý cô chú ơi. Thì mình nướng lát con. Thì mình nướng lát thịt được không? Được. Được. Bao quá. Nó nóng mà. Nóng mà. Con đốt nhang cho con. Kỳ ghê. Cái bàn nó nóng. Cầm hai tay luôn, làm hai tay luôn. Tối nay mình đốt cái này tiếp hả anh? Bữa nào cũng đốt mà gió đó tháng hả? Đó mình đốt này ha. Sáng đốt, tháng mới hết được. Bữa nào cũng đốt mà cho mình gió tắt hoài. Đó, mình lau mộ xong thì mình tới trước mình lau đây. Anh hãy giúp em lại cái nắp được. Được. Được chưa? Ok. Cậu đi lao nhiều, cậu phù hộ nhiều. Lao quách, cậu phù hộ quách. Lao gì phù hộ nhiều. Ổng lao là ổng nghèo lao. Ổng lao không phù hộ luôn. Rồi, cầm lấy cái đó nha. Em... Tắt đi. Tắt đi. Cái này hết. Vậy trời, hai ba anh tự nhiên tắt đi hoài này. Rồi, ừ. Cái này lao không bằng hợ hả? Rồi, anh Minh lên bàn thờ luôn. Ủa, anh Minh lên bàn thờ luôn hả? Vậy là mẫu bàn thờ. Anh Minh lao bàn thờ chứ không phải là Minh lên bàn thờ. Minh lao bàn thờ. Dành mối người ta. Cái đó người ta gọi là dành mối của anh Ngọc đúng không? Hay sáng giờ ta được 500 ngàn tiền lọc, tính lại dành mối người ta. Anh nghe Ngọc nói nãy giờ sớm giờ. Trời ơi. Anh lao xong rồi có khán giả. Anh Minh lập điều bất ngờ khi bạn Ngọc lên tiếng. Chạy lại anh lao luôn rồi, có tiền đề. Tí đó tiền đề. Rồi vậy là mốt khối nào mấy anh em chia nhau ra. Mai mốt có gì em hết đi nha, đừng nói nha. Anh Ngọc. Rồi, thôi tới đây. Em đã có đối thủ rồi kìa. Tháng ta có là nhận được 500 ngàn tiền lọc, cái giờ làm bộ lại lao bằng phào phụ. Em nói gì mà ông Ngọc từ dân mấy thôi. Ủa ông có đeo khẩu trang hả Ngọc? Sao ông đeo khẩu trang lại ông? Vậy chứ Phong tập cảnh cho ông đeo khẩu trang vô. Cho ông đeo khẩu trang lại để Minh nói gì nước bọt chân tùm lum vậy ông? Nói gì cho ông cự sặc miếng luôn. Trời ơi, thiệt chết á. Chú đeo khẩu trang lên. Kéo cho điện thoại lại kia phóng vô mặt ông. Ông làm nào ông kéo lên. Ok. Thắp nhang cho cậu. Chiều mấy anh chị em lau mộ nè, cô chú anh chị. Tỳ ý quên. Bình thường bình thường. Bình thường nữa. Lại lần nữa bình thường nữa. Anh tình thương bến thương này cầm luôn đi, cầm nước vô luôn đi. Tình thương bến thương là coi phải kể là coi còn là coi nước còn rồi.
cái khu vực này là gọi là khu vực cao điểm nè. Quá. Ở làm viết cái bảng á, cái bảng này đó là khu vực cấm. Buổi chiều rồi mấy anh em chia nhau hấp không? Ai hấp trước thì là hoài đứng chỉnh đi. Máy để trong năm đi rồi. Rồi xong rồi né ra con uống đi, chắc là cậu á, uống đi cha phóng hết rồi, 6 cây luôn. Ai hấp trước thì la hoài đứng nha, con người khác người ta vô hấp. Mình đi phía sau lưng đi, để đi trước còn không có nên. Chiều một cậu đông vui quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Khu vực cao điểm đủ mặt anh em hết, không có thiếu chứ quên. Thì giờ anh quen rồi. Chiều mấy anh em lao mộ một cô chú anh chị ơi, xong giờ thắp hương đó, đầy đủ phong cảnh buổi chiều của cậu mát mẻ quá chừng luôn. Chiều mấy anh em họp mặt đầy đủ tại mẫu của cậu Năm Vũ Linh. Hai dạ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.